NT xin chào tất cả các anh em bạn thủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tụi bên ra một clip gồm 22 cái máy câu nha anh em. 22 cái máy câu này là hàng kiện Nhật. Thì trong đó sẽ có 3 cái máy có nông và phần còn lại là máy chia cho anh em Luga nha. Có hàng ở trên hàng Daiwa Kit. Rồi, đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Nhà bán hàng cho em kiểm tra hàng chứa thanh toán đi, hàng lẫu của nhóm clip lên á thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thì máy thứ nhất em lên cho mọi người là một hàng của Daiwa nha mọi người, hàng Daiwa Tournament Whisker. Đó. Dòng này chạy 4 mặt đạn nha anh em, còn rất là mới luôn. Đây, hàng còn rất là mới nha anh em. Mặt đọc chân chu rồi. Đó, dòng này thì cái đầu nó bị lắc chút nha anh em. Đó. Mặt đọc khỏi bàn. Dòng Daiwa German. Đó. Thì dòng tua con này là 5.1, 5.3.1 nha anh em, 5.3.1. Con này nặng là 270g nha mọi người, nặng 270g. Thì dòng Daiwa German thì có cốt trợ lực nha anh em. Đó. Hoạt động chân chu nha anh em. Hậu trợ ABS khá là dính luôn. Ngược ok. Thì con này có xây tương đương tầm khoảng để xem. Con này xây tương đương tầm khoảng 3.000 nha anh em. Xây tương đương tầm 3.000 cái ABS luôn. Em thông số đây, cước 3 được 150m, cước 4 được 100m, cước 2 được 200m anh em. Hoạt động chân châu anh em, im mượt nha. Rồi, giá công khai máy thứ nhất, giá là 750k anh em. Rồi, máy số 2 em lên cho người là một con máy Shimano Accent. Đó. Thì con này dòng tua nhanh nha người, con này dòng máy như máy body, đó, C3000 HGM. Ngoại hình ok nha mọi người. Con này là đời 2014 hàng Malaysia xuất Nhật nha mọi người. Đó, Shimano Accent 3000. Dòng này chia anh em lua nha anh em. Đó, hàng lua lóc lua chẽm. Đó. Ngoại hình còn ok nha mọi người. Đây, nó có xuất sắc một tí. Thì tay quay là tay quay cốt nha anh em. Đó, tay quay ốc. Hoạt động chân châu im mượt anh em, máy hỗ trợ ABS đầy đủ, hàng về cho anh em chuyên lua lóc chẽm lua mực. Thì con này nặng là 250g, dòng tua là 6.1. đó, giá công khai của máy số 2 giá là 2.000.000 cho anh em. Đó, hoạt động khỏi bàn. Thì con này xe 3.000 thì xây tương đương ra tầm khoảng 3.000 nha anh em. Đó, là body nhỏ gọn lại anh em. Thông số thì thông số BE nha anh em, BE 1.2 vô được 150m nha anh em, BE số 1 vô được 220m. Rồi, giá máy số 2 2.000.000 cộng ship. Máy số 3. Con máy số 3 em lên cho người vẫn là một con máy Shimano Accent. Đó. Con này đời 2007 nha anh em, 2017 nha. Đó, đời 2017. Dòng tua cũng là 6.1. Đó. Dòng tua vẫn là 6.1. Tay quay vẫn là tay quay cốt luôn. Nấm tròn. Đó. Tay quay cốt nha anh em. Hoạt động êm mượt anh em, không lỡ lầm gì hết. Mô bên là mô bên sống. Đây cứ ok. Con này vẫn là C3000 HGM. Đó. Hàng C là hàng body nha anh em, máy body. Rồi, giá công khai máy số 3, giá công khai vẫn là 2.000.000 nha anh em. Đó. Tiếp theo là máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người là một con Shimano Ultegra Aquan. Con này là máy 2500 xây ớt như nè, máy có nông. 2500 máy có nông, máy hoạt động chân châu im mượt nha nè. Hỗ trợ ABS đầy đủ, thắng là dính. Đó. Tất cả máy em lên clip này máy đổi cháp phải bình thường nha nè. Máy có nông nha nè. Mô bên sống thì dây ni lông số 3 được 160m, số 4 được 130m cho anh em. Đó. Máy có nông nha. Thì con này hàng Malaysia xuất Nhật cho mọi người. Đó, hàng Malaysia xuất Nhật đời 2008. Đó. Máy này nặng là 260g. Đó. Dạ, máy nặng 260g, giá công khai là 1.400.000 nha anh em. Đó. Con máy số 4 giá công khai là 1.400.000, máy Shimano Aquan.
và cộng chân chung nha. Tiếp theo là máy của máy số 5. Máy số 5 lên cho người là một dòng máy có nông đai qua emblem đó. Hàng trên em đến lục nha nè, đến lục, đến biển, đến giặt bờ biển nha đó. Sân hàng dòng này chắc khỏi bàn rồi đó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha nè, máy hỗ trợ ABS đầy đủ, hàng nội địa cement. Nè, cối còn mới nha nè, trong có cước. Thì con này em lên 4500A, xe tương đương ra tầm khoảng đi. Xe tương đương ra tầm khoảng 8000 nha anh em, cước 8 được 150m, cước 6 được 200m, cước 5 được 500, được 250m, 4 mặt nạ. Con này nặng là con này nặng 680g nha anh em. Con này nặng 680g. Dòng tua là 5.1, giá công khai là 1.1 triệu nha anh em. Đó, giá công khai là 2.1 triệu. Đít đi, có xuất sắc một tí nha anh em. Đó. Hàng Nhật cho anh em, hoạt động khỏi bàn. Đó. Cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán luôn. À, tiếp theo lên cho người là máy số 6 nha anh em. Máy số 6 là dòng máy Shimano Biomaster 4000. Đó. Dòng máy thì bao đẹp anh em. Đó. Nồi thì bao đẹp đây. Con này máy Shimano 4000 thì cước 4 được 150m, cước 5 được 125m, cước 3 được 200m nha anh em. Đó. Anh em ngoại hình nó có xuất sắc đây. Đó. Đó. Công năng nó xuất sắc đây. Đó. Máy xuất sắc thì báo đẹp xuất sắc. Thì con máy này hàng nội địa nha anh em, Seben. Đó. Máy hoạt động chân chu khỏi bàn. Đây anh em, cái nồi hơi bị lắc nhẹ đây anh em. Đó. Hơi bị cắt nhẹ. Máy sao thì nói anh em vậy thôi. Thì máy hỗ trợ ABS, thắng là dính, có nút châm dầu đầy đủ nha anh em. Đó, và cộng chân chu. Thì con này đời 205, nặng là 310g, giá công khai là 1.9 triệu nha anh em. Hàng này về cho anh em đánh chơi, đánh chép cầu lăn xe, anh thân em đi lua. Đó, lua lóc, lua chẻm, rất là ok nha anh em, rất là mượt luôn. Rồi, giá công khai máy số 6 là 1.9 triệu nha anh em. Tiếp theo lên cho mọi người là máy số 7. Con máy số 7 là một dòng máy Shimano Biomaster C3000, hàng body đó. Hàng làm nhỏ gọn như này nha anh em. Đó. C3000 thì làm nhỏ gọn lại tương đương với size 2000 hàng gửi nha anh em. Đó. Nhưng mà thông số vẫn là 3000. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Cục đôi là con máy khỏi chê đâu hết. Đít thông suốt luôn. Đó. Con lăn còn bóng lưỡng nha anh em. Rất là mới nha anh em. Hoạt động thì chân chu khỏi bàn. Khỏi bàn thì chất lượng hoạt động. Máy hỗ trợ bếp nha anh em. Thắng là dính. Rất là mượt nha anh em. Mô bên là mô bên sống. Đài 205 nha anh em. Đài 205. Thấy cước ok. Hàng nội địa. Đó, C3000 Biomaster. Thì con này nặng là 250g nha anh em, nặng 250g, giá công khai là 2.3 triệu nha anh em. Đó, giá máy số 7 giá công khai là 2.3 triệu. Tiếp theo là con máy số 8. Con máy số 8 lên cho người là một dòng, cũng là một dòng nội địa. Con máy này là máy Utega C3000, một quẩn một dòng nội địa C3000 hàng body. Đó. Đây, C3000 thì cước 3 được 130m, cước 4 được 100m nha anh em. Đó, chuẩn xây 3000 Shimano, máy hoạt động chân chu nha anh em. Đó. Hàng này về anh em đánh lóc đánh chẻm cầu lăn. Đó, đánh lóc đánh chẻm cọc tôm. Rất là ok anh em. Đó, hàng lua. Lua mực. Hàng này quấn nội địa anh em, hàng xe ben. Đó. Này về lua khỏi bàn. Tay quay anh em. Khỏi chè đâu hết. Đây, con này đít nó hơi bị xước một tí anh em. Xước 55 nè. Mô bên là mô bên sống. Nó cứ ok. Lăn ok anh em. Đó. Xước một tí. Hoạt động khỏi bàn. Đó. Rồi, con máy số 7 nó nặng là 260g. Đời 209. Giá công khai là 2.2 triệu anh em. Đó. Máy số 7 giá 2.2 triệu. Tiếp theo là máy số 8. Máy số 8 vẫn là một máy Shimano
Shimano Tega C3000 nha anh em. Đó. Cối thì bao đẹp nha anh em. Con này đẹp hơn con máy số 7, đít không bị xước luôn. Đẹp mà đẹp long lanh luôn anh em. Máy chịu khó soi kỹ cho anh em. Đó. Hàng này chia anh em luôn nha anh em, lùa đánh lóc đánh chẽm câu hanh cháp nha. Đó, hàng này hàng vẫn là một hàng C3000 Shimano hàng cement, hoạt động êm mượt nha anh em, mượt không còn bằng nữa, rất là mượt luôn. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em, thắng mà dính rất là mượt nha anh em. Mô bên là mô bên sóng. Nó nắng con này đẹp nè anh em. Đó. Lấy cực ok. Rồi, con này vẫn con này nặng là bằng cái con số 7 nè, chung đời nặng là 260g. Đó, đời 209. Giá công khai là 2.4 triệu nha anh em. Đó, máy số 9 giá 2.4 triệu. Đó. Tiếp theo máy số 10. Máy số 10 em lên cho mọi người là một con máy Shimano Utega 4000. Đó, dòng này chuyên cho anh em đánh đa năng nè, đánh lóc, đánh chẽm, cầu lục đều được, đánh tra, đánh chép có lần xe luôn. Đó. Thì xe bút, xe này xe 4000 anh em. Đó, 4000. Cước 4 được 145m, cước 5 được 115m. Máy còn rất là đẹp nha anh em, đít không bị xước luôn. Đây quay tròn. Rất là đẹp luôn. Lăng không xước gì hết luôn. Máy này thì em có tặng JBL đi theo máy nha anh em. Đó, JBL của máy thì em để cho anh em luôn. Đó. Hàng cement nha anh em. Đó, hàng còn rất là mới luôn. Hoạt động thì bao mượt rồi. Rất là mượt cho anh em. Máy hỗ trợ bát đầy đủ. Hoạt động là chân chu, không rung lắc, im là im thì thầm luôn. Đó. Quay ngược ok, quay tới ok luôn. Lấy cước ok luôn. Đó. Con này đời 209 nha anh em, đời 209. Giá là 3 triệu anh em. Đó, con máy số 10 giá 3 triệu. Đó, giờ anh em đánh lóc đánh chẽm, cầu lục. Cầu lăng xe. Đó, cầu trà chép thì được nha anh em. Rồi, giá công khai máy số 10 giá là 3 triệu. Tiếp theo em lên cho người là một con máy Daiwa. Đó, hàng Daiwa. Hàng này hàng Daiwa Katina 2506 nha mọi người. Đó, 2506H. Đó, con này dòng tua nó cao. Thì con này full hợp nha anh em, full hợp sách hướng dẫn túi đông đền. Đó, đầy đủ nha anh em. Thì con này dòng tua là 6.1 nha anh em. 6.1 nặng là 225g. Tải mát nhắc bổng là 3kg nha anh em. Anh em nhiều cả có thể lên tới 6kg, 10kg bình thường. Đó. Đây thông số đây này anh em. Đó, BE số 1 từ 110m nha anh em. BE 0.8 được 140m. Đó, hàng này chia anh em lóc chẽm nha anh em, lóc chẽm luôn mực. Hàng chia cho anh em. Đó. Hàng này hàng China xuất Nhật nha mọi người. Đó, hàng China xuất Nhật luôn. Đó, đầy đủ nha anh em, thông tin đầy đủ. Đánh lóc đánh chẽm cầu thanh cháp nha anh em. Máy này thì đời này nó hỗ trợ công nghệ kháng nước biển nha anh em. Đó, kháng muối. Máy thì hoạt động chân chu êm mượt nè, không lỗi lầm gì hết nè. À, nó có xước ở đây một tí nè, đít thì ok, bên đây xước một tí nữa là xong, hết xước. Máy còn đẹp nha anh em. Tiếng côn của Daiwa kêu rất là giòn nha anh em. Hoạt động chân chu êm mượt không lỗi lầm. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó, chạy ABS công nghệ kháng nước kháng muối luôn anh em. Cốp là cốp to anh em, cốp anh em bảo cốp trợ lực. Hoạt đạn như nè, hoạt động chân chu, tay quay cốp nha mọi người. Đó, con máy số 11 giá công khai là 2.1 triệu nha nè. Máy số 1 2.1 triệu.
Tiếp theo máy số 12. Máy số 12 vẫn là một con máy Canina 2506H nha anh em. Đó, dòng tô vẫn là 6.1. Cùng xây nha anh em, cùng xây cùng thông số với máy số 1 nha anh em. Máy số 12 thì hoạt động chân chu êm mượt nè, đó, không vỡ lầm. Rất là mượt nha anh em. Mô bình vẫn là mô bình sống luôn. Lấy cước thì lấy cước ok nè. Con lần ok nha mọi người. Đó, vẫn có xước nữa đây nè anh em, xước li ti. Cái cước ok nha. Tay quay vẫn là tay quay cốt, cốt vẫn là cốt trợ lực nha anh em. Đó, hàng China xuất Nhật rõ ràng. Đó. Hàng này China nó lóc chẽm câu lờ lô suối. Đó. Câu hành cháp nha mọi người, hàng khác nước biển nha. Anh em có thể lấy lô mực luôn. Rồi, giá công khai vẫn là 2.1 triệu nha anh em. Đó, giá công khai con máy số 12 là 2 triệu nha mọi người. Đó, máy số 12 giá 2 triệu không có hợp. Tiếp theo là máy số 13. Con máy số 13 là một con máy Canina 2506. Đó. Con này dòng tua chỉ là 5.1 nha anh em. Đó, thêm chữ H nữa mới là 6.1. Con này dòng tua 5.1. Đó. Hoạt động vẫn chân chu êm mượt nha anh em. Nào, quay nhẹ thôi nè. Đó. Rất là mượt nha anh em. Đó. Thì con này dòng tua 5.1. Đó. Mô bên là mô bên sống, tay cốt ok. Tay quay vẫn là tay quay cốt nha anh em. Tay quay vẫn là tay quay cốt. Và cộng chân chu nha anh em, không bỏ làm gì hết. Đây anh em, nó có xước sát đây. Đó. Bên đây xước tí. Đó. Đứt thì ok nha mọi người. Thì con này em tặng JBE đi theo nha anh em luôn nha. Đó. Tặng dây bè theo anh em luôn. Bên bên sống. Hàng China xuất Nhật. Hàng này về anh em đánh bao khoe à. Dòng này đánh khỏi bàn. Đó. Rồi. Giá công khai con máy số 13. Giá là 2 triệu nha anh em. Đó. Máy số 13 giá 2 triệu. Con này vẫn là nặng 225g nha anh em. Đó. Bên bên sống. Tay quay cốt. Đó. Công nghệ kháng nước biển, kháng muối. À, tiếp theo là con máy số 14. Con máy số 14 là máy Canina 2500. Đó. Con máy Canina 2500 này thì cối sâu nha anh em, cối sâu. Đó. BA 1.5 được 200m nha anh em. Đó, BA 1.5 được 200m. Đây, con này có xước sát nha nè, xước sát nhiều. Nè, nó xước sát nhiều nha. Hàng anh em về đánh biển nha, đánh thanh chắp, câu suối, câu lờ. À, lô lóc chẽm nha. À, máy con này xuất sắc nè. Máy thì hoạt động thỏi bàn. Đó. Nô bên là mô bên sống. Lấy cước rồi, lấy cước ok. Tay quay vẫn là tay quay cốt nha nè. Hoạt động rất là mượt nha. Rồi, con máy số... Con máy số 14 là một con máy nặng là 230g nha anh em. Nặng 230g, giá công khai là 1.6 triệu nha anh em. Đó, máy số 14 là 1.6 triệu. Tiếp theo máy số 15. Con máy số 15 là hàng Daiwa Canina 3000. Đó. Thì Canina Daiwa làm xe 3000 á là nó làm bự ra nha anh em. À, so với máy 4000 Shimano này không, nó bự hơn một tí. Nó bự giống tương đương luôn anh em. Đó, anh em so hai máy nè, nó bự tương đương nha anh em. Đó, nó ăn gian hơn một tí. Thì con máy này thì dây be số 1.2 được 350m, be số 1.5 được 300m cho anh em. Đó. Con này ra tầm khoảng 4.000 rưỡi nha anh em. Đó. Hàng này anh em về lô lốc chẽm nè, săn hàng, đánh tra đánh chép rất là ok nha anh em. Đó. Hoạt động êm mượt nè, khỏi bàn, rất là mượt luôn. Đó. Nhẹ cái quay nè. Đó. Mô bên là mô bên sống, tay quay cốt. Đó. Rất là mượt nha nè. Đó, hoạt động rất là mượt luôn. Ngoài hình đây. Đây, nó trước ở đây một tí. Phần này mới nha nè. Đó, còn là ok. Còn bên đây ok nha mọi người. Đó. Mô bên là mô bên sống nè. Đó.
lấy cước ok nè. Hàng này hàng vẫn là hàng China xuất Nhật cho anh em. Hàng này về cho anh em săn hàng nha, lên lóc chẽm, câu lăng xê, cha chép, đánh lục đều được cho anh em. Hoạt động êm mượt. Thì con này nặng là 250g, giá công khai là 2.4 triệu. Đó. Nặng 250g, giá công khai là 2.4 triệu. Con máy số 15, 2.4 triệu nha anh em. Tiếp theo là con máy số 16. Con máy số 16 lên trong người là một dòng máy đa qua kit nha anh em. Con này là đa qua kit farm. Đó. Dòng đa qua kit. Anh em, kit farm. Đây, nó có xước xác đây nè. Đó, xước xác. Đất xước xác li ti nha anh em. Đó, đất xước xác li ti. Con này xước xác. Đó. Máy xước xác thì báo xước xác thì nồi ok anh em. Nồi ok hết nha, không xước xác nha. Đó. Thân hình thì xước xác. Máy hoạt động chân chu anh em. Đó. Rất là mượt luôn. Đó. Ngoài hình xước xác nhưng hoạt động bao mượt nha anh em. Đó. Đó. Cốt là cốt trợ lực nha anh em, cốt trợ lực. Dòng đây qua kit này thì khỏi bàn với anh em nha. Đó, khỏi bàn. Và anh em đánh bạo lực khẩu chay đó, săn hàng đánh lóc gừng, lóc bông, lóc chẽm, câu lục, câu giật bờ biển đó. Thì con đa qua kích 3500 này xưng xây tương đương với tầm khoảng bốn ngàn rưỡi nha anh em. Nó cước 4 được 200m, cước 5 được 150m nha anh em. Đấy, cước ok đó, hoạt động khó bàn, rất là mượt nha anh em. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ, cốt trợ lực. Rồi, giá công khai con máy số 16, giá công khai là 2.3 triệu nha anh em. Đó, máy số 16 2.3 triệu. Tiếp theo là con máy số 17. Đó. Con máy số 17 là một dòng máy Daiwa Kitkanina 4000, thì con máy độ mới lên tầm khoảng 95%, 96% nha anh em. Đó nè anh em, đít nó không xước luôn nè. Đó. Thì em đảm bảo với anh em là sơn nguyên zin nha. Đó, lấy từ Nhật về sao thì em để vậy luôn. Nha anh em. Có độ xước đây nè, xước này trong quá trình vận chuyển nha. Đó. Xước cái này một cái. Tổng thể thì ok hết nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Hàng này hàng Japan nha anh em. Đó, hàng Japan. Máy số 16 vẫn là hàng Japan nha anh em. Con 17 này hàng Japan. Đó, một bên sống nè. Rất là mượt cái này. Rất ok nè. Hoạt động khó bàn, hoạt động rất là mượt cái nè. Hàng này anh em về hay đi lấy đi săn hàng nè, lóc gừng, lóc bông, chẽm, đánh lục, câu nhặt bờ biển, đánh được đa thể loại như nè. Thì con này là xây kit Canada 4000, xây tương đương tầm khoảng 5.500 như nè. Đó, cước 5 được 200m, cước 6 được 150m. Đó. Nặng là 350g nha nè, nặng 350g. Rồi, giá công khai máy số 17, giá công khai là 3 triệu nha anh em. À, máy số 7 giá công khai là 3 triệu. Máy rất là đẹp nha anh em. Đẹp khỏi cần phải bàn. À, đẹp mà mượn đó. Rồi, tiếp theo là máy số 18. Máy số 18 lên cho người là một dòng máy Daiwa Kitkanina 2506. Đó. Thấy cước ok nè. Đó. Con lăn xước nha anh em. Đó. Cái này chóc sơn hay anh em, ở đây cũng vậy, đó. Chóc sơn này, xước li ti nha anh em, xước li ti. Thì con này là hàng Thái Lan xước Nhật nha anh em, đó. Con máy số 18 là hàng Thái Lan xước Nhật nha anh em, hoạt động chân chu nè, êm mượt nè, đó. Không lỡ lầm. Máy thì cốt là chút, trợ lực cho anh em, đó. Bên sóng nè, đó. Thì con này cước be 0.8 được 140m cho nè. Đó, be 0.8 được 140m. Hoạt động khỏi bàn. Đó, 2506 nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai con này là 1.500.000 cho anh em. Đó, con máy số 8, 18 1.500.000. Đó, nặng con này nặng 240g nha anh em. Hàng về anh em đánh lóc chẽm câu lùa. Đó. Câu hành tráp, câu cần tay chở máy. Đó. Rồi, giá công khai con máy số
18 1,5 triệu. Tiếp theo con máy số 19 nha nè. Tiếp theo con máy số 19 là con máy là dòng một dòng kit đây, qua kit custom đó 2508. Thì dòng máy được rất là nhiều anh em săn đón nè. Đó. Cối nó vừa đủ sâu luôn mà chất lượng quay nó cực kỳ mượt luôn. Đó. Mượt khỏi cần phải bàn anh em. Đó. Rất là mượt luôn anh em. Đó. Để tay xuống là quay. Đó. Rất là mượt nha anh em. Đó. 2508 nha nè, 2508. Con này cứt xuống bè số 1 á, vô được 200m anh em. Bè số 1 vô được 200m. Đó, bị bài sơn một tí nha. Đây anh em, đít nó có bị xước 55 một tí nè, đó. Con lăn ok nè, đó, tổng thể ngoại hình ok anh em. Xước đây tí nữa. Rồi, phần còn lại ok hết nha mọi người. Đó. Dòng anh em về đánh lùa khỏi cần phải bàn. Con lăn ok anh em. Hoạt động thì bao mượt đây. Đó. Rất là mượt anh em, quay nhẹ thôi. Để thế này thôi cũng đủ quay nè. Đó. Anh em. Đó. Thế này anh em biết độ mượt nó tới đâu rồi. Đó. Rất là mượt anh em. Đấy cứ ok nè. Đó. Và bên sóng ok. Ừ. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ anh em, cốt cho lực. Tay quay nè, đó, nấm đây được độ nè, nấm đây qua. Rồi, con máy em nặng là 250g, giá công khai là 2,7 triệu nha nè, máy số 19 2,7 triệu. Tiếp theo máy số 20, con máy số 20 là một con hàng khá là ok, khá là đẳng cấp. Con dòng đây qua CTS nha nè, dòng đây qua CTS 1.000 ngữ. Hàng này về cho anh em đánh đồ lời anh em, lô cá suối. Đó. Đánh đồ lời lô cá suối, hai nồi anh em, đó. Thì con này hữu hai nồi, một nồi nông và một nồi sâu đó. Đây nè, nồi của nó đây đó. Rất là ok anh em, máy hoạt động đây anh em. À, rất là mượt anh em, tay quay cốt anh em đó. Tay quay cốt. Nhìn tay quay nó không đủ biết ngầu rồi. Cốt là cốt trợ lực luôn nha anh em. À, một bên là một bên sóng, để cước lại cước ok nè. Dòng CTS này của Seben anh em, đây qua CTS Japan xe 1.500. Hàng anh em đánh cá suối câu lờ, hàng đánh cảm giác anh em, câu lùa. Thì thông số dây là dây số 1 được 130m, số 2 được 100m cho nè. Nồi cực kỳ mới anh em, còn lăn ok anh em. Ngoại hình nó xuất sắc ít thôi nha nè, không có xuất sắc nhiều. Đây nè, chốc sơn cái này tí. Máy hoạt động thì khỏi bàn quay hoạt động. Quay ngược ok nè, quay ngược ok, quay tới ok. Mô bin là mô bin sống luôn. Đấy cứ ok nè. Đó. Rồi, con máy CTS này nặng là 260g, giá công khai là 3 triệu nha nè. Đó, máy số 20, giá công khai là 3 triệu. Dòng tô là 4.6.1 nha em, dòng tô 4.6.1, hoạt động là 30. Rồi, con máy số 10 giá 3 triệu, hai nồi nha em. Đó, hai nồi. Tiếp theo là hàng máy cuối cùng, hàng máy có nồng nha em. Con máy số 21 là một dòng Daiwa VD. Đó, dòng Daiwa VD. Bao qua súp nha em. 4.000. Máy hỗ trợ xả cứng nhanh nè, cứng nè, cứng ngắt luôn nè, dặn nhẹ ra cái, đó. Dặn nhẹ vô, cứng, đó. Máy có nồng, máy có xuất sắc li ti nha nè, đây nè, xuất sắc li ti nha, con lần này xuất sắc nha nè, đó. Nồi ok, đó. Sáng bóng, thì con này nồi á. Nồi tương ương với xây lần xây tầm khoảng 5.000 anh em, 5.000, cước 4 được 150m, cước 5 được 120m. Bè thì bè số 5 được 200m nha anh em. 2.5 được 200m nha anh em. Đó. Hàng Wiley. Hàng này của Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Đó. Hoạt động thì chân châu em mượt rồi. Đó. Không còn khói vàng.
hàng này trên em đánh lục đánh xa bờ đó, câu giặt bờ biển nha mọi người. Con bên là bờ biển sống, mấy con đồng bờ biển sống thì con này nặng là 600g, dòng tôi là 4.1.6, giá công khai là 2 triệu anh em đó, con máy số 4 giá 2 triệu, hoạt động ok nha mọi người. Tiếp theo máy số 15 đó, con máy số 21 giá là 2 triệu. Tiếp theo máy số 22 đó, con máy số 22 là một dòng đai qua, dòng của Shimano Beomaster đó, giờ T8000 anh em, dòng của Beomaster khỏi bàn về chất lượng này. Nhưng máy này có xuất sắc anh em, đây xước DT từ lâm hết luôn đó. Máy này về anh em đánh bạo lực đánh biển thoải mái nha anh em. Đây nè, nồi nó cơ bị xước tí này, xước lầm nhầm cho nha anh em, chất lượng khỏi bàn anh em, hoạt động khỏi bàn. Giờ anh em về anh em đánh cảo thì khỏi chơi đó, còn được sống lấy cước ok đó. Con máy xe tương đương 8.000 anh em đó, cước 8 được 150m đó, máy một bình sống. Rồi giá công khai máy số cùng, máy số 22 giá 1 triệu anh em. Giờ anh em săn hàng đánh bạo lực đó, hốt cái này về, giá này giá sale anh em. Rồi đó tổng cộng cộng hai đó, tổng cộng 22 con máy lên trên hôm nay. Nếu anh em ưng con nào chốt em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.